Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cẩm Nang Số sẽ chia sẻ cho các bạn về bài thuốc chữa ho và sổ mũi cho trẻ bằng gừng. Và sự thay đổi về thời tiết cũng như là sức đề kháng kém thì là nguyên nhân gây ra bệnh cảm lạnh, ho, sốt, sổ mũi ở trẻ nhỏ. Và thay vì phải dùng các loại kháng sinh thì cha mẹ có thể áp dụng các bài thuốc dân gian từ gừng và giúp trị ho và sổ mũi cho trẻ, vừa an toàn mà lại hiệu quả cao. Đây là phương pháp được lưu truyền trong dân gian và được nhiều cha mẹ áp dụng và đem lại hiệu quả khá là tốt. Và nguyên liệu để thực hiện cái bài thuốc này thì các bạn cần chuẩn bị đó là 50g gừng già, 20g muối hột, 1 lít nước. Sau khi đã chọn được cái củ gừng già, các bạn nên lưu ý là chọn những củ gừng già và củ gừng kiểu cỡ nhỏ như thế này thì là thường là gừng ta có vị thơm đồng thời là rất là cay. Cay và hăng như vậy thì mới có tác dụng điều trị cái chứng ho và sổ mũi ở trẻ sẽ tốt hơn. Sau khi gừng này các bạn sẽ mua về thì các bạn sẽ đem rửa sạch dưới vòi nước và rửa để cho trôi hết các lớp bụi cũng như là lớp cát bám vào trong cái củ gừng này. Sau khi củ gừng đã được rửa sạch thì các bạn sẽ tiến hành gọt bỏ vỏ cái củ gừng. Đây tôi sẽ sử dụng một củ này là khoảng 50g cho nó gọt bỏ hết cái phần cát, gọt bỏ cái phần vỏ của củ gừng. Sau khi phần gừng của tôi đã được gọt sạch phần vỏ thì tôi sẽ cho cái gừng này vào một chiếc cối sạch để giã. Và trường hợp mà các bạn không thích giã thì các bạn có thể sử dụng máy xay. Nhưng mà theo tôi thì sẽ giã thì cái phần vì gừng nó rất là sơ và cái nên là các bạn sẽ giã sẽ tốt hơn. Tôi sẽ tiến hành giã cái gừng này ra. Các bạn lưu ý là giã hoặc là có thể sử dụng cách là đập dập cũng được thôi. Giã thì các tinh chất ở gừng sẽ tiết ra tốt hơn. Sau khi gừng đã được giã nhỏ như thế này thì các bạn sẽ cho cái phần gừng giã này vào một chiếc nồi đã được đặt sẵn ở trên bếp. Nên như tôi đã để sẵn một chiếc nồi trên bếp. Chúng ta sẽ cho gừng vào chiếc nồi này. Mình sẽ cho cái gừng vào chiếc nồi. Sau đó các bạn cũng cho tiếp cái phần muối hột tầm 20g vào chiếc nồi và cho 1 lít nước vào đây sẽ đun sôi. Các bạn sẽ đun sôi tầm 5 phút để cho cái gừng nó tiết hết ra cái chất. Gừng của tôi đã sôi được khoảng 5 phút thì tôi sẽ tiến hành tắt bếp và tôi sẽ dùng một chiếc chậu để đổ cái nước gừng này ra. Tôi đã đổ nước gừng này ra. Và các bạn nên lưu ý là cái phần nước gừng của chúng ta đã rất là nóng. Vì vậy các bạn sẽ chờ cho cái nước gừng này nguội bớt và chỉ còn khoảng 40 độ. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái nước gừng này. Và sau khi chờ nước gừng nó nguội và chỉ còn khoảng tầm 40 độ, tức là còn nước chỉ gọi là chúng ta chạm tay vào cảm giác là nước nó ấm ấm, tức là đủ cái nhiệt độ để cho trẻ ngâm chân. Và chúng ta thường xuyên kiểm tra và các bạn để ý là không nên để nước quá nóng vì sẽ ảnh hưởng đến làn da của bé. Sau khi nước đã đạt tới 40 độ, tức là tầm 40 độ C thì các bạn sẽ cho chân của bé vào cái chậu nước này để ngâm. Và trong quá trình ngâm thì các bạn có thể kết hợp với massage cho bé. Và cách massage là các bạn sẽ dùng ngón tay tì lên mu bàn chân của bé và đồng thời các ngón còn lại thì sẽ bóp nhẹ vào gan bàn chân của bé và đi dọc từ phần gót chân lên đến phần ngón chân. Bên cạnh đó thì các bạn có thể dùng cái bã gừng này để chà vào lòng bàn chân cho bé. Và khi cái nước mà hết ấm thì các
bạn sẽ lấy chân của bé ra và đặt bé vào một chiếc khăn sạch, sau đó sẽ lau khô hai cái bàn chân của bé. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ kết hợp với massage cái lòng bàn chân cho bé bằng dầu khuynh diệp hoặc dầu tràm, để cho cái dầu cũng như là cái phần gừng sẽ thẩm thấu vào cái các huyệt đạo ở chân bé, từ đó sẽ giúp bé giảm ho cũng như là giảm sổ mũi hiệu quả. Và để đạt được hiệu quả tối đa thì các bạn nên sử dụng đều đặn một ngày một lần và sử dụng trong 3 ngày liên tiếp thì các triệu chứng ho cũng như là sổ mũi của bé sẽ được thuyên giảm. Và bài thuốc này thì có thể dùng được cho trẻ sơ sinh. Trên đây chỉ là một cái bài thuốc dân gian để các phụ huynh tham khảo để điều trị cái bệnh ho cho bé ở thể nhẹ. Và nếu mà trường hợp mà bé bị ho quá nhiều hoặc là sổ mũi quá nhiều thì các bạn nên đưa trẻ đến khám các bệnh viện để các bác sĩ phát hiện ra bệnh một cách sớm nhất, đồng thời là cũng có phương pháp điều trị kịp thời hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.